Nguyễn Văn Mão là sinh viên năm thứ tư khoa đô thị trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Những người tham gia lớp học trong công viên Nguyễn Trãi do Mão tổ chức phần lớn là các bạn sinh viên và có người đã đi làm. Họ gặp nhau ở một điểm chung là thích thổi sáo. Đã 2 năm, Mão dạy thổi sáo miễn phí cho các bạn trẻ đam mê học loại nhạc cụ này. Ngoài học ở công viên Nguyễn Trãi vào sáng Chủ nhật, thì vào các buổi tối thứ 2, 4, 6, từ 17 giờ đến 22 giờ, chàng sinh viên này còn đến dạy thổi sáo miễn phí cho các bạn sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Lúc còn nhỏ thì được bộ dạy thổi sáo và bắt đầu thổi sáo từ năm học lớp 2. Bắt đầu từ sau đấy mình mới ra ngoài này mới tiếp xúc nhiều với về sáo và quen biết được rất là nhiều người thổi sáo. Sau đấy thì trình độ nó cứ tiến dần lên. Sau đấy mới tụ họp được tất cả những thành viên yêu sáo, lập thành từng nhóm một và hướng dẫn cho nhau. Chỉ là giao lưu quan hệ bạn bè thôi. Biết được thêm nhiều người và mình chỉ cần như thế. Thổi sáo hay và thêm một biệt tài là làm sáo đã giúp Mão có thêm khoản thu nhập nho nhỏ hàng tháng. Với những dụng cụ gồm máy khoan, cưa, máy tính, thông nòng, máy đo âm, dao mổ, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, Mão có thể hoàn thành một cây sáo để bán với giá 100.000 đồng. Tiền bán sáo này giúp Mão duy trì những lớp học miễn phí. Bởi có lẽ, mong ước giản dị của chàng sinh viên là tìm được những người có cùng niềm đam mê và sở thích giống mình. Đó là tình yêu dành cho tiếng sáo.